Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tiếng Anh Phổ Thông Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 6 và bây giờ chúng ta đã sang phần Listening rồi, phần luyện nghe. Vậy thì trước khi chúng ta luyện nghe, bao giờ chúng ta cũng có phần Before You Listen. Thì đây là phần chúng ta ngày hôm nay sẽ trả lời hai câu hỏi này. Rồi sau khi trả lời hai câu hỏi này thì chúng ta sẽ có một vài từ rất là quen, không phải rất là quen thuộc, mà vài từ nó sẽ xuất hiện trong cái bài nghe và chúng ta sẽ lặp lại. Rồi vậy thì chúng ta lần lượt từng câu một, từng vấn đề một. Vấn đề thứ nhất, chúng ta hãy trả lời, hỏi và trả lời những câu hỏi phía dưới đây. Rồi, cái cuộc thi marathon này các bạn, đây mình đang nói tiếng Việt nha, tí nữa mình phiên ngôn quốc tế cho các bạn. Cái cuộc thi marathon với Boston này á, nó là gì? Đó là cái gì? Rồi ai, bạn nghĩ ai có thể tham gia vào cái cuộc thi đấu mà cuộc thi marathon Boston này? Đó, cái marathon là một cuộc thi chạy đường dài đó các bạn. Chạy một đoạn đường rất là dài đó các bạn, cho nên người ta gọi là marathon. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời từng câu một các bạn nha. Và như mọi khi thì trước khi vào trả lời thì mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận nhiều video hay các bạn ha. Rồi, các bạn để ý những cái câu mà mình dịch nhanh á, thì nếu mà các bạn không hiểu chỗ nào các bạn hỏi nha. Ví dụ cái câu này mình dịch nhanh này, bạn nghĩ ai có thể tham gia vào đó cái cuộc thi marathon Boston này nha. Đó, như vậy là mình cái cuộc thi, đây là cuộc thi nè mà, cuộc thi chạy nè, đó đường chạy rồi cuộc thi nè các bạn ha. Đó, thi chạy đó. Rồi, như vậy phải là người ta dùng cái từ này để người ta thay thế cho cái từ này luôn chứ không vấn đề gì hết các bạn nha. Đó, hai cái từ này nó như nhau, đó hai cái này như nhau, không có vấn đề gì hết. Rồi, không có gì khác nha các bạn nha. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu thứ nhất đây, mình đã chuẩn bị cho các bạn đây. Boston Marathon is, à mình nói cái nghĩa trước cho các bạn đi rồi mình nói tiếng Anh sau. Cái cuộc thi marathon Boston này á là một cái cuộc thi đấu marathon hàng năm lâu đời nhất thế giới. Đó, cuộc thi đấu marathon hàng năm lâu đời nhất thế giới. Và nó được xếp hạng hay là nó xếp hạng như là một trong số những sự kiện thể thao nổi tiếng của thế giới. Đó, nó được xếp hạng là một trong số những sự kiện thể thao nổi tiếng của thế giới ha. Như vậy là nó là vừa là một cuộc thi đấu chạy đường dài hàng năm lâu đời nhất thế giới và nó được xếp vào hàng là một trong số những sự kiện thể thao nổi tiếng của thế giới. Đó, các bạn nắm như vậy là được rồi. Tí nữa đi vào cụ thể chúng ta nói thêm. Câu số 2, bạn nghĩ ai là những người có thể tham gia vào cuộc thi thì chúng ta có thể trả lời những gì? Những người chạy chuyên nghiệp và những người chạy nghiệp dư. Đó, nghiệp dư và chuyên nghiệp đây. Đó, những người chạy chuyên nghiệp và những người chạy nghiệp dư từ khắp nơi trên thế giới, từ khắp nơi trên thế giới có thể tham gia vào cuộc thi đấu Marathon Boston này. Đó, các bạn nha, chính thức. Đó, đây, cái chỗ này là những cái chữ mà mình phiên âm ra thôi chứ không có gì hết. Đây, mình chỉ cần trả lời cho câu 2 là từ chỗ này cho tới chỗ này là được rồi các bạn nha. Ok, rồi như vậy là chúng ta trả lời được hai cái câu hỏi này, rất dễ nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn phiên âm đây. Boston Marathon, các bạn để ý cái âm vô thanh này, đây âm này này. Đó, Boston Marathon is the world's oldest annual marathon and ranks as one of the world's well-known sport events. Đó là câu thứ nhất. Cái chữ này là hơi, các bạn nhiều bạn phát âm sai này. Các bạn đọc là world, không có bạn nha. World. Đó các bạn nhớ. World. Ok. Rồi. Amateur. Đó, nghiệp dư này bạn này. Nhiều bạn hay phiên âm thuần Việt luôn á. Bạn này nhìn amateur á. Thực ra là cái từ đó là nghĩa là chỉ là từ nghiệp dư đó các bạn. Amateur and professional runners from all over the world, các bạn đọc nói vào nhau luôn, all over the world can take part in the Boston Marathon. Đó, như vậy là chúng ta trả lời hai câu như vậy được rồi. Bây giờ có một vài chữ chúng ta, vài từ nó sẽ xuất hiện trong cái bài luyện nghe của chúng ta
và việc chúng ta là phải làm quen dần nó và hiểu nghĩa nó một tí, để tí nữa chúng ta nghe chúng ta không có bị bỡ ngỡ, chúng ta sẽ rất là dễ. Ví dụ là race, đây các bạn nhìn đây, race này là đường, là cuộc đua đó các bạn, đó cuộc đua, cuộc chạy đua đó, vân vân. Formally, các bạn nhìn đây, mình là phiên ngôn quốc tế cho bạn này. Formally, formally, nhớ là m này là không kéo dài nha, chỉ này kéo dài này thôi. Formally, formally, đó. Rồi điền kinh này các bạn nè. Athletic, 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 đó. Đấy các bạn nè, athletic, đây, ok. Rồi female, 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 các bạn để ý này, đây là nữ nha, nữ nha, dành cho nữ nè. Rồi cái này điền kinh nè. Rồi formally là chính thức các bạn nha. Rồi clock, đó, clock, các bạn nhớ kỹ này, clock này á có nghĩa là gì đó các bạn. Cái chữ clock này các bạn để ý nè, là nó nghĩa là cái thành, đây các bạn nhìn đây nha. Hồi nãy mình nói các bạn là thành quả hay là đạt được gì đó cũng có được các bạn nha. Đạt được là giống như anh cán đích, hay là anh chạy cán đích, hay là anh giành giải gì đó, anh đạt được gì đó, thì người ta cũng có thể dùng từ này nha các bạn nha. Rồi cái từ này nè các bạn nè, hiệp hội này, liên hiệp này, hợp tác này, kết hợp là chúng ta có thể dịch tùy vào cái ngữ cảnh nha. Các bạn lưu ý phiên âm cái chữ này nè cho mình nè. Associate này đối với người Anh á, người Anh người ta sẽ phiên âm chữ này association. Sorry các bạn, association, nhớ nhấn âm ấy cho mình, nhớ nhá, association, shun, shun. Nhưng người Mỹ á, người ta là a show, show, oh, oh, người Anh là oh, oh, đó, hai cái âm khác nhau nha. Association, đó, đây là từ này. Rồi, cái đây là một cái tên riêng này thực ra nó không phải là cái tên của người Anh, cho nên nhiều lúc là mình rất là khó, mình chỉ là Q-Seek. Đó, thầy có thể nói được cái tên này thôi. Thực ra phiên âm tiếng Anh thì người ta cũng không phiên âm ra cho chúng ta, cho nên nhiều lúc các bạn hết sức thông cảm. Có những cái tên, nếu cái tên của người Anh á, thì thầy nói được, nhưng mà có những cái tên người Ba Lan hay là người Nga gì đó là thầy rất là khó nói, cho nên các bạn hết sức thông cảm nha. Rồi, như vậy là đây là cái phần before you listen, thì mình cũng đã giúp các bạn giải quyết được một hai cái phần rất là cơ bản rồi. Hy vọng các bạn thấy video này tốt cho các bạn nhấn đăng ký kênh để chúng ta đón nhận nhiều video tiếp theo, và hẹn các bạn ở video tiếp theo ở bài tập số 1 của phần luyện nghe. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.